Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, không khí lạnh và nhiễu động gió đông tiếp tục tồn tại. Vì thế mà ở khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, khu vực phía nam của Tây Nguyên cũng như là khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn còn có mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20 mm. Đến trưa và chiều mai khi mà không khí lạnh và nhiễu động gió đông đều suy yếu, các khu vực trên mưa sẽ giảm dần và đến chiều mai mưa sẽ hết hẳn. Đối với các tỉnh từ Quảng Nam trở ra đến Thanh Hóa, thuần túy chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhưng lượng mưa nhỏ chỉ khoảng từ 1 đến 5 mm. Còn về tình hình nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng từ 17 đến 20 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 23 đến 24 độ, trong khi ở các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên do mây nhiều, nắng gián đoạn nên nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ ảnh hưởng của gió đông, có mưa và mây nhiều, nắng gián đoạn nên nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trong đêm nay, khối không khí lạnh và dòng gió mạnh trên mực 5.000 m vẫn còn duy trì những cơn mưa nhỏ trên toàn Bắc Bộ. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở Cao Bằng và Lạng Sơn chỉ khoảng từ 10 đến 12 độ. Đối với các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong khoảng từ 13 đến 14 độ. Sang đến ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu, đến trưa và chiều mai mưa giảm, trời khô ráo. Khu vực vùng núi và Trung Du, nhiệt độ trong khoảng từ 15 đến 16 độ. Còn ở các tỉnh vùng Đông Băng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao trong khoảng 17 đến 19 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông và khu vực phía Tây của huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra còn có mưa rào và dông rải rác kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không có mưa dông, gió Đông Bắc ở mức cấp 5 có lúc cấp 6, sóng biển trong khoảng từ 2 đến 3 mét, biển động. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.